Phước và Lộc xin kính chào quý hội thánh tại cơ sở hội thánh cũng như ở trên Zoom. Greeting all from people here this morning in the house of the Lord and its people on our Zoom this morning. Và xin dâng lời cảm tạ ơn Chúa là chúng ta có một ngày thánh nhật thật là đẹp. Praising the Lord that we have a beautiful Sunday this morning. Và trong không những là không khí lạnh lạnh nhưng mà nó cũng ở trong cái không khí tưng bừng náo nhiệt trong cái mùa lễ mừng Chúa Giáng sinh này. We have a cool air this morning, also the exciting, the atmosphere of the Christmas coming. Và sự gặp gỡ của quý con dân Chúa tại hội thánh. And we see each other at our church here. Nghe những lời hàn huyên, những lời chào mừng, chúc mừng nhau, cùng nhau thật là rộn rã. We're hearing people saying hello, greetings, so friendly, so lovely. Và tôi cũng cảm thấy là mình tiếng Anh nó gọi là được pump á, mà không biết dịch qua tiếng Việt nó chính xác như thế nào, chắc phải nhờ anh Phước dịch. In the English they call pumping up, is exciting, nhảy múa lên, hân phấn khởi lên. Trước khi bước vào chương trình thờ phượng, tôi cũng xin được phép nhắc nhở quý hội thánh. Before the program starts, I would like to remind you that xin giữ sự tôn nghiêm trước sự hiện diện của Chúa. Please be respectful, be reverence. Để bước vào chương trình thờ phượng, tôi xin kính mời chấp sự Phạm Như Phúc trong phần chào mừng và cầu nguyện khai lễ. I would like to invite Deacon Phạm Như Phúc come over for the opening prayer and welcome. Xin mời chấp sự Phúc. Xin kính chào tất cả ông bà, anh chị em có mặt buổi sáng hôm nay tại đây. Và cũng kính chào tất cả những ông bà, anh chị em nào đang tham dự chương trình nhóm lại qua mạng Zoom. Thì chúng ta trước khi chúng ta bắt đầu chương trình thì xin mời tất cả cùng đứng lên để chúng ta dâng thời giờ này lên cho Chúa. Kính lạy ba ngôi Đức Chúa Trời là đấng mà chúng con đang tôn quý và thờ lại, là Đức Chúa Trời chí cao, cực đại, là vua trên muôn vua, là Chúa trên muôn Chúa, là đấng đã dựng nên trời, đất, biển cùng muôn vật ở trên đất này. Chúng con hết lòng cảm ơn Chúa vì mọi việc mà Chúa đã làm cho đời sống ông bà anh chị em chúng con, từng người chúng con được ở trong sự tể trị, gìn giữ và bảo vệ của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều vì sự ban cho của Chúa trên đời sống của chúng con thật là không xiết kể. Giờ đây, trong ngày đầu tuần lễ này, chúng con tất cả mọi người lấy lòng vui mừng được thờ phượng một đấng tối cao, là đấng tể trị trên muôn loài vạn vật này. Nhưng mà Ngài cũng là cha chí ái của chúng con, là đấng chu cấp cho chúng con hàng ngày. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con, tất cả hết ông bà anh chị em chúng con đều lấy lòng kính kiền, lấy lòng kính sợ mà thờ lại ba ngôi Đức Chúa Trời. Xin Chúa tiếp nhận buổi thờ phượng của chúng con bằng cả tâm thần lẽ thật của chúng con dâng lên cho Chúa. Xin Chúa ban phước cho buổi thờ phượng của chúng con. Từng tiết mục trong chương trình được quy vinh hiển về cho Chúa. Đặc biệt xin Chúa ban ơn cho tôi tớ của Chúa trong khi chia sẻ sứ điệp cũng được đầy ơn của Ngài để lời của Chúa không đi vào luống nhưng có ích lợi cho tất cả những người nghe đến. Chúng con cảm ơn Chúa và một lần nữa chúng con xin lấy hết lòng mà dâng buổi lễ thờ phượng chúng con lên ba ngôi Đức Chúa Trời. Xin Chúa nhận lấy như một thức hương có mùi thơm làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Chúa trong danh Chúa Giêsu Christ mà chúng con cầu xin những điều này. Amen. Amen. Xin mời ông bà anh chị em cùng ngồi.
Tiếp theo đây thì ban hát dẫn thờ phượng sẽ hướng dẫn quý hội thánh trong sự ca ngợi Chúa qua những bài thánh ca. Xin mời ban hát dẫn thờ phượng. The worshiping team will lead in you with the worship songs to praise the Lord. Xin mời quý hội thánh chúng ta đồng đứng lên, chúng ta cùng ca ngợi Chúa qua những bài thánh ca. Trong những dịp lễ mừng Giáng sinh thì chúng tôi cũng có những suy nghĩ. Nếu Chúa không đến thì số phận của loài người, số phận của quý ông bà, anh chị em và tôi sẽ như thế nào? Nhưng cảm ơn Chúa bởi tình yêu thương của Ngài cho loài người của chúng ta mà Ngài đã đến. Đây là một cái tin rất là mừng cho chúng ta và đem lại sự bình an mà thế gian không thể nào cho chúng ta được. Xin tất cả quý ông bà chị em cùng dâng lời ca ngợi Chúa về ơn phước mà Chúa ban cho chúng ta qua bài bình an cho loài người. Nào cùng đến bên lễ
Lời Chúa có chép trong Thi Thiên 46 câu 1 như thế này: Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân. Hội thánh chúng ta đang trong cơn gian truân, đang ở trong một trang sử mới, và tôi tin chắc rằng Chúa là đấng thành tín, Ngài luôn bảo vệ, gìn giữ, che chở hội thánh của Ngài. Cho dù chúng ta có ở trong hoàn cảnh như thế nào, phải đối diện với những thách thức, nghịch cảnh, phải chấp nhận những chuyện đau lòng đang xảy ra, thì xin quý hội thánh cùng tôi bám lấy lời hứa của Chúa mà tôn vinh Chúa, giống như điệp khúc của bài thánh ca mà chúng ta cùng ngợi khen Chúa sau đây. Này trang sử tôi, bản ca của tôi, ngợi khen cứu Chúa tôi không lúc nào thôi. Chúa thuộc về tôi nguyện tin sáng so. Tôi từng vui nên trước của Chúa trên trời ban, hướng cơn nghiệp cứu rồi nhớ níu gì, sạch tôi với huyết tay, sạch với thần linh. Đây là chiến binh thôi, bản hát của tôi, một mình danh cứu Chúa không khi nào thôi. Trang sử tôi này, bản ca của tôi, ơi khen cứu Chúa tôi không lúc nào thôi. Tôi thuần phục Giê-xu lòng mưa biết bao, tôi được chiêm ngưỡng cánh thu vui nơi trời cao. Có thiên thần đi ra chiến đấu bốn phương, để cứu Chúa Giê-xu đầy dẫy tình thương. Đây là chuyện tin mừng bài hát của tôi, tôn vinh danh cứu Chúa không khi nào thôi. Này trang sử tôi này, bản ca của tôi, Chúa thôi không lúc nào thôi. Perfect sufficient, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed. Watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. To you all from 2 Timothy chapter 4 verses 9 through 18. In the New King James Version, the subtitle of it is called The Abandoned Apostle. And here's what he says: Be diligent to come to me quickly, for Demas has forsaken me, having loved this present world, and has departed for Thessalonica, Crescens for Galatia, Titus for Dalmatia. Only Luke is with me. Get Mark and bring him with you, for he is useful to me for ministry. And Tychicus I have sent to Ephesus. Bring the cloak that I left with Carpus at Troas when you came, and the books, especially the parchments. And then in verse 16, at my first defense, no one stood with me, but all forsook me.
may it not be charged against them. But the Lord stood with me and strengthened me, so that the message might be preached fully through me, that all of the Gentiles might hear. Also, I was delivered out of the mouth of the lion. Paul stood alone at his first trial. No one stood with him except God. What a friend we have in Jesus. Let us sing his praise. Xin quý vị cứ tự nhiên để cái phần dân hiến của mình vào trong hộp trước đây ha. Please mời. Be reminded that during the pandemic time, we're not going to passing the offering bags around. However, we've got an offering box at the front. You are more than welcome to place your offering on the box while we're singing I Surrender All. Xin quý hội thánh cùng với ban phát triển thờ phượng chúng ta cùng tôn ngợi ca Chúa qua bài hiến cả thảy cho Ngài.
Xin mời Hội Thánh cùng hiệp ý với tôi dâng số tiền này lên cho Chúa. Kính lạy Chúa là Cha từ ái, là Đấng hôm qua, ngày nay, đời đời không hề thay đổi. Cảm ơn tình yêu của Chúa, ân điển của Ngài mà cứu chuộc chúng con và chúng con được làm con cái của Ngài. Cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm. Và sự chu cấp của Chúa quá lớn trên đời sống của chúng con. Chúa ban cho chúng con sức khỏe, Chúa ban cho chúng con việc làm và thức ăn dư dật và được sống ở trên một cái đất nước bình an ở nước Úc này. Cảm ơn Chúa, mặc dù trong cơn đại dịch nhưng mà chúng con có sự vui mừng và sự bình an. Vì Chúa ơi, chúng con biết Chúa vẫn tệ trị và Chúa chăm lo con cái của Ngài. Cảm ơn Chúa. Giờ đây chúng con có số tiền này dâng lên Chúa, xin Chúa nhận lấy như là một của lễ đẹp lòng. Xin Chúa Đức Thánh Linh này thăm viếng quốc sư quản nhiệm và ban chấp hành ở đây để có sự khôn ngoan sử dụng số tiền này trong công việc gây dựng nhà Chúa và rao báo tin lành theo thánh ý của Ngài. Xin Ngài cũng đãi lại lòng của ông bà anh chị em, những người dâng hiến số tiền này, thêm sức mới cho họ để họ có thể vững vàng vượt qua những khó khăn sắp đến và sẽ trung tín hầu việc Ngài. Con xin dâng mọi điều lên Chúa. Nhân danh Thánh Chúa Giêsu Christ, Amen. Xin mời mời Thánh Hội. Xin mời quý Hội Thánh đồng ngồi. Và tiếp theo đây là phần tổng kết trường Chủ nhật Ngày Lớn. Tôi xin được mời chị Lê. I'd like to invite chị Lê for the finance or the end of the year Sunday school. Welcome. Xin kính chào quý thầy tớ Chúa cũng như là toàn thể Hội Thánh Chúa. Tôi đại diện cho mục sư quản nhiệm cũng như là các anh chị em hướng dẫn trong trường Chủ nhật của người lớn. Trước hết là dâng lời tạ ơn Chúa vì sự trung tín học hỏi lời Chúa của các con dân Ngài trong cái lớp trường Chủ nhật người lớn. Thì như chúng ta biết đó là khoảng tháng 3 thì là bắt đầu chúng ta đóng cửa. Mặc dù như vậy thì các cái học viên cũng rất là ham thích học lời Chúa, thành ra chúng tôi đã chuyển qua học trực tuyến và chúng tôi cũng không mất một cái buổi chủ nhật nào.
Thì chúng ta thấy rằng giai đoạn đầu tiên khi mà bắt đầu qua trực tuyến thì chúng ta gặp cũng nhiều khó khăn vì đối diện với cái kỹ thuật mới, cách học mới. Tuy nhiên thì cũng một vài tuần thì chúng tôi cũng ổn định, và cảm ơn Chúa vì qua cái vấn đề học trực tuyến thì cái lớp trường chủ nhật chúng tôi lại thêm học viên, và giờ học chúng tôi cũng được dài hơn. Thì mỗi sáng chủ nhật là chúng tôi bắt đầu từ 9 giờ và chúng tôi xong cái buổi học là nhiều khi 10 giờ hay 10 giờ 15. Thì thật là tạ ơn Chúa. Thì với cái phương châm là lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Thì các học viên rất là ham thích học lời Ngài. Nguyện xin Chúa ở cùng với tất cả các học viên, thêm ơn, thêm phước để cho các học viên ngày càng sâu nhiệm lời Chúa, và sẽ là những người chứng nhân rất là tốt cho Chúa, cũng như là góp phần hầu việc Chúa trong trong cái hội thánh của Ngài. I would like to speak some work for the English speaking audience. Today is our Idols Sunday School ministry end of year, so we praise the Lord for His blessings, and I wish that each member of our Sunday school will be love God more and then serve the church more. Thank you. Sau đây thì hội thánh cũng có một cái món quà khích lệ vì cái sự trung tín của các học viên trong trường chủ nhật, thì chúng tôi sẽ xin được gọi tên để mà chúng ta sẽ được nhận cái phần thưởng khích lệ. Vì cái giới hạn trên đây thì chúng ta chỉ được tối đa là 15 người, thành ra tôi sẽ chia làm hai nhóm. Thì khi mà tôi xướng tên thì xin các học viên bước lên và chúng ta đứng giữ khoảng cách. Cũng xin giới thiệu thêm là chúng ta có hai lớp trường chủ nhật, thì chúng tôi cũng gộp chung cái tên lại ở đây. Sau khi tôi đọc tên thì xin mời các giáo viên đến đây để mà tặng quà cho các học viên. Trước hết là xin mời chú Nguyễn Hữu Kỳ, cô Nguyễn Thị Nhung, chú cứ lên trên đây và đứng. Nguyễn Thị Thái, chị Trương Tuyết Trinh, anh Trần Văn Kiệt có không? Chị Nguyễn Thị Kim Thanh, chị Lê Hồng Loan, anh Trần Văn Tòng, cô Nguyễn Thanh Tâm Phương và Nguyễn Thanh Tâm Chi. Xin mời chị Lan anh Nhân và anh Phúc. Chắc mình đứng ra làm hai hàng được không? Xin mời anh Phúc. Không có tên. Xin chúng ta về chỗ ngồi. Vi có cần thách chụp một tấm hình cho mọi người không Vi? Có rồi. Sau đây là nhóm thứ hai. Nguyễn Thị Mỹ Hòa, xin mời Nguyễn Thị Mỹ Hòa. Anh Lê Hồng Phước,
Phạm Thị Kỳ, Hoàng Thị Nhàn, Hoàng Thu Thủy, Đoàn Ngọc Bình, Phạm Thị Tuyết Mai, cô Huỳnh Thị Khuyên có đi không? Dạ. Nguyễn Hồng Khải không có đi phải? Chị Nguyễn Bích Vân, chị Nguyễn Thị Điệp thì một số anh chị em không đến được bữa nay. Dạ, cũng xin mời các giáo viên tiếp tục giúp đỡ ha. Xin mời mục sư Phạm Ngọc cũng như là các giáo viên cũng lên trên. Tất cả về chỗ, xin mục sư Ngọc cũng như là các giáo viên ở lại. Dạ, các giáo viên ở lại. Kính thưa Hội Thánh, cũng thay mặt cho ban chấp hành thì hiền xin cảm ơn Chúa rất nhiều, đó là Chúa đã ban cho cái trường Chủ Nhật trong thời gian vừa qua, dù trong cái hoàn cảnh mà bị lockdown nhưng mà vẫn trung tín, các học viên đến học rất là được đầy đủ và nhất là các thầy giáo cũng trung tín để mà làm việc trong suốt năm vừa qua. Thì thay mặt ban chấp hành cảm ơn các thầy giáo và các học viên luôn đã trung tín làm việc trong suốt năm vừa qua. Thì on behalf of the church committee, I would like to say thank you so much to the teachers as well as all the students who have faithfully to attend the adult Sunday school over the year, every Sunday before the worship service. So thank you again. Thank you to all the teachers. Để xin thay phép được tặng quà luôn. Thực ra cái món quà này là cái để kỷ niệm cho tất cả các học viên và giáo viên từ Hội Thánh. Dạ, xin chúng ta ở lại đây ha. Sau đây là có phần mời mục sư quản nhiệm Dương Hữu Dũng cầu nguyện cho mục vụ trường Chủ Nhật của người lớn. Dạ, xin tất cả chúng ta đồng đứng lên. Chúng ta đến với Chúa cầu nguyện. Cảm ơn Chúa đã cho chúng ta kỷ niệm vừa xong lớp Chủ Nhật. Chúng ta cảm ơn Chúa vì điều đó. Lạy Chúa yêu dấu của chúng con. Dear Heavenly Father, con cảm ơn Chúa vì tinh thần học lời Chúa của con dân Chúa tại Melbourne. I thank you for the spirit of learning about you of the people in Melbourne. Dù ở trong hoàn cảnh khó khăn nhưng mà Chúa vẫn cho chúng con được học lời của Chúa. Though we are in this difficult time, you allow us to learn your word. Chúa phán với chúng con rằng người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh nhưng mà nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời.
And you tell us that man does not live on bread alone, but on every word that comes from your mouth. Xin Chúa cho mỗi chúng con tiếp tục giữ tấm lòng ham học lời Chúa. Let us keep this heart of wanting to learn your word. Để khiến chúng con có lời của Ngài và sống bước đi trong sự kính sợ Chúa. So that we have your word and we live fearfully of you. Con cảm tạ Chúa và cầu nguyện. And I pray this trong danh Chúa Giêsu Christ. In Jesus' name. Amen. Amen. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn mục sư. Tới đây xin quý hội thánh cứ đứng tới phần chúng ta sẽ được nghe lời Chúa được chép trong Thánh Kinh, sẽ được tuyên đọc qua cô Tâm Chi trong phần tiếng Việt và Jonathan trong phần tiếng Anh. Next is the Bible reading. I would like to invite Cô Chi come for Bible reading in Vietnamese and then Jonathan in English. Xin mời cô Tâm Chi. Tôi xin tuyên đọc lời của Chúa ở trong Matthew đoạn 1 từ câu 18 cho đến câu 23. Đức Chúa Giêsu giáng sanh. Và sự giáng sanh của Đức Chúa Giêsu Christ đã xảy ra như vậy. Khi Mary, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Joseph, xong chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Joseph, chồng người, là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem để nhẹm. Xong chẳng ngẫm nghĩ về việc ấy, thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong giấc chiêm bao mà phán rằng: Hỡi Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà ngươi chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Ngươi sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Giêsu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Này, một cái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Khi Joseph thức dậy rồi thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn mà đem vợ về với mình, xong không hề ăn ở với cho đến khi người sanh một trai thì đặt tên là Giêsu. Xin mời Jonathan. In Matthew 1:18 to 23 it reads, Now the birth of Jesus the Messiah was as follows. When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together she was found to be pregnant by the Holy Spirit. And her husband Joseph, since he was a righteous man and did not want to disgrace her, planned to send her away secretly. But when he had thought this over, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary as your wife, for the child who has been conceived in her is of the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you shall name him Jesus, for he will save his people from their sins. Now all this took place so that what was spoken by the Lord through the prophet will be fulfilled. Behold, the virgin will conceive and give birth to a son, and they shall name him Emmanuel, which translated means God with us. Chúng ta đến với Chúa cầu nguyện. Let us pray. Lạy Chúa yêu dấu của chúng con. Dear Heavenly Father. Chúng con cảm tạ Chúa bởi vì Ngài đã giáng thế trở thành người. We thank you that you have come and become a man. Để ở giữa vòng chúng con. To be among us. Cứu chuộc chúng con. To save us. Chúng con cảm tạ Chúa. We thank you. Xin Chúa ở cùng tất cả mọi chúng con buổi sáng hôm nay. Please be with all of us this morning. Để khi chúng con nghe lời Chúa, chúng con hiểu được và áp dụng trong đời sống của chúng con. So when we hear your word, we can understand and apply it in our lives. Con cảm tạ Chúa và cầu nguyện. And I pray this. Trong danh Chúa Giêsu Christ. In Jesus' name, amen. Sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học về đề tài là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. This morning we're going to learn about
a topic with God with us. Cứ mỗi năm đến tháng 12 thì chúng ta kỷ niệm Chúa Giêsu Giáng sinh. Every December we celebrate Christmas. Nhưng sáng nay tôi muốn đặt một câu hỏi là tại sao chúng ta kỷ niệm Chúa Giêsu Giáng sinh? But this morning I want to ask a question, which is why do we celebrate Christmas? Có lẽ đây là một câu hỏi mà một số người cho rằng dư thừa, nhưng đối với tôi đây là một câu hỏi thật cần thiết. To many people this can be an ordinary question, but to me this is very important. Ngày hôm nay người ta kỷ niệm ngày Chúa Giáng sinh vì nhiều lý do. Today many people celebrate for many different reasons. Có người cho rằng ngày Chúa Giêsu Giáng sinh là một cơ hội tốt để mua sắm, tặng quà và tổ chức vui chơi ăn uống. Some people say that it is a good opportunity to go shopping, partying and spending time with each other. Có người thì kỷ niệm ngày Chúa Giáng sinh như là một cái thói quen. Some people do it out of habit. Có nghĩa là cứ mỗi năm đến tháng 12 thì đều kỷ niệm ngày Chúa Giáng sinh giống như mọi năm. Which means every December they celebrate it the same way each year. Thưa quý vị, câu hỏi tại sao chúng ta kỷ niệm ngày Chúa Giêsu Giáng sinh thật là cần thiết. And the question of why we celebrate Christmas is very important. Bởi vì nó nhắc lại cho chúng ta mục đích của việc kỷ niệm Chúa Giêsu Giáng sinh để làm gì. Because it reminds us what the purpose is of celebrating the birth of Jesus. Người ta kỷ niệm ngày Chúa Giêsu Giáng sinh vì lý do gì? Có lẽ không quan trọng. Nhưng riêng chúng ta thì cần phải biết tại sao chúng ta kỷ niệm Chúa Giêsu Giáng sinh. Why other people celebrate Christmas is not important, but why we celebrate Christmas is the question. Nếu chúng ta không hiểu hay là không biết lý do tại sao chúng ta kỷ niệm Chúa Giêsu Giáng sinh thì dầu chúng ta có kỷ niệm bao nhiêu lần, bao nhiêu năm, nó cũng chẳng đem lợi ích lợi gì cho chúng ta. If we do not understand the purpose of celebrating Christmas, no matter how many times we do it, it will bring no value to us. Có một câu hỏi mà tôi muốn quý vị suy nghĩ đến sáng hôm nay mà Phúc âm Matthew ghi lại ở trong đoạn 1 câu 23 như sau. Này một gái đồng trinh sẽ chịu thai, người ta sanh một con trai và sanh một con trai rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. There's a question I want you to think about. In Matthew 1, 23, it reads, Behold, the virgin will conceive and give birth to a son, and they shall name him Emmanuel, which translated means God with us. Có lẽ chúng ta nghe giảng nhiều về danh xưng Emmanuel. It could be that we've heard many sermons about Emmanuel. Nhưng mà sáng nay tôi muốn quý vị suy gẫm đến một câu hỏi là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta có nghĩa gì? But the question I want you to think about is, what does God with us mean? Đây là một câu hỏi mà tôi nghĩ rằng rất là cần thiết cho quý ông bà anh chị em và tôi. And I think this is a very important question for you and me. Tôi không biết là quý vị suy nghĩ như thế nào, nhưng mà đối với tôi đó, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta là một sự hạ mình tột cùng. I don't know what you think, but to me, God being with us is extremely humbling. Để cho chúng ta hiểu rõ hơn Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta là một sự hạ mình tột cùng như thế nào, chúng ta phải nhờ đến lá thư của Phaolô được ghi ở trong Philip. To better understand how humbling this is, let's look at Paul's letter in Philippians. Trong lá thư gửi cho thánh Philip thì Phaolô giải thích như sau, câu 6 và câu 7. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã từ bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. In Paul's letter to the Philippian church, he says, who, as he already existed in the form of God, did not consider equality with God something to be grasped, but emptied himself by taking the form of a bondservant and being born in the likeness of men. Paul giải thích rằng, để cho Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, thì Chúa Giêsu phải chấp nhận hạ mình một cách tột cùng. And Paul says, in order for God to be with us, Jesus had to humble himself a lot. Chúng ta xem lại trong câu 6 đó, thì xem Paul nói như thế nào. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Let's look back in verse 6.
He already existed in the form of God, did not consider equality with God something to be grasped. Như vậy thì câu này có nghĩa gì? What does this verse mean? Thưa quý vị, câu này không có nghĩa là Chúa Giêsu có một cái địa vị gần giống Đức Chúa Trời, mà Ngài chính là Đức Chúa Trời. This doesn't mean that Jesus was close to being God, but that he was God. Gần giống Đức Chúa Trời và là Đức Chúa Trời là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Being close to like God and being God are two completely different things. Nó khác nhau như là giữa thiên đàng và địa ngục. Yeah, the difference of it is like heaven and hell. Nó khác nhau như là giữa sự sống và sự chết. The difference is like life and death. Chỉ cần chúng ta giải nghĩa sai một tí về Chúa Giêsu mà thôi, có thể đưa chúng ta từ thiên đàng đến địa ngục. And one small misinterpretation of Jesus can bring us from heaven to hell. Đây cũng là lý do tại sao chứng nhân Jehovah họ dùng kinh thánh như chúng ta, nhưng mà họ hoàn toàn tin khác với chúng ta. That's why the Jehovah's Witness, even though they use the same Bible as us, they believe something completely different. Lý do niềm tin của họ hoàn toàn khác biệt với chúng ta là bởi vì họ giải nghĩa rằng Chúa Giêsu không phải là Đức Chúa Trời. And the reason their faith is different from ours is because they interpret it as Jesus is not God. Nếu Chúa Giêsu không phải là Đức Chúa Trời, thì phúc âm Matthew giải nghĩa rằng Emmanuel nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta là hoàn toàn sai lầm. And if Jesus is not God, then the Gospel of Matthew saying that Emmanuel is God with us is completely wrong. Nhưng mà lời Đức Chúa Trời không bao giờ sai lầm. But the word of God is never wrong. Làm sao Emmanuel có nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta nếu Emmanuel không phải là Đức Chúa Trời? How can Emmanuel mean God with us if Emmanuel is not God? Nếu bất cứ ai không chấp nhận Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, thì họ sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu được Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta là một sự hạ mình tột cùng. If someone does not accept that Jesus is God, then they will never understand how humbling it is. Mà nếu chúng ta không rõ Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta là một sự hạ mình tột cùng, thì cho dù chúng ta có kỷ niệm bao nhiêu lần Chúa Giêsu giáng sinh cũng chỉ là vô ích. And if we do not understand how extremely humbling Jesus coming down to us is, then however many times we celebrate Christmas, it will be useless. Mục đích của việc kỷ niệm ngày Chúa Giêsu giáng sinh là nhắc lại cho chúng ta nhớ rằng Chúa Giêsu chấp nhận trở thành con người là một sự hạ mình tột cùng. And the reason we celebrate Christmas is to remind us that Jesus accepted to become a man, and this is extremely humbling. Chúng ta xem Paulo giải thích Chúa Giêsu hạ mình tột cùng như thế nào trong câu 7. And let us look further at what Paul says in verse 7. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Jesus emptied himself by taking the form of a bondservant and being born in the likeness of men. Nếu Chúa Giêsu không tự bỏ chính mình và lấy hình tôi tớ để trở nên giống như loài người, thì Ngài không thể trở thành con người và sống giữa bọn chúng ta. And if Jesus did not empty himself and take the form of a bondservant, he would not be born to be among us. Tôi tin rằng bất cứ ai hiểu được việc Chúa Giêsu trở thành người là một sự hạ mình tột cùng, thì không có điều gì có thể ngăn cản họ đến để tôn thờ Ngài. And I think that if you truly understand how humbling it is to be born in the likeness of men, then there is nothing that can stop you from coming to worship him. Nếu Chúa Giêsu đã tự bỏ chính mình để đến với chúng ta, thì không có lý do gì khiến chúng ta không thể tự bỏ chính mình để đến với Ngài. And if Jesus denied himself to be with us, then we can deny ourselves to be with him. Cái câu hỏi đó là ai có thể hiểu được rằng Đức Chúa Trời là đấng tạo nên con người lại chấp nhận nằm trong một cái bào thai của con người đến 9 tháng 10 ngày? And ask yourself, who can understand that God who created man accepted to go into the womb of a human for 9 months and 10 days? Tôi tin rằng việc Đức Chúa Trời trở thành con người là một việc mà không ai có thể hiểu nổi nếu không nhờ đến sự giải thích của Thánh Kinh. And I think that
God coming and becoming a man is something that you cannot understand without the explanation of the Bible. Là bởi vì việc Đức Chúa Trời trở thành người đó nó vượt quá sự hiểu biết của con người. Because God becoming man cannot be comprehended by men. Có lẽ chúng ta là con người đó thì chúng ta xem cái việc mà được hoài thai ở trong ngực bào thai của người mẹ 9 tháng 10 ngày là cái chuyện bình thường. And we as humans we can see that being in the womb of a mother for 9 months and 10 days is something normal. Nhưng mà đối với Đức Chúa Trời thì đây không phải là cái chuyện bình thường. But to God this is not normal at all. Thưa quý vị, chưa hết, nhưng mà khi mà Chúa Giêsu được sanh ra đó thì mình thấy rằng Ngài không thể tự chăm sóc chính mình mà phải nhờ đến sự chăm sóc của người khác. And Jesus when he was born he did not rely on himself but he relied on others to take care of him. Người ta đặt Ngài ở đâu thì Ngài nằm ở đó. Wherever he was put he had to lay there. Tôi nghĩ đây quả thật là chuyện không bình thường chút nào. And this is nothing normal. Thử nghĩ nếu chúng ta có năng quyền như Đức Chúa Trời, chúng ta có chấp nhận bị người ta đặt đâu nằm đó hay không? And if we had as much power as God, would we accept being placed where we are and laying there? Tôi không tin rằng chúng ta sẽ có thể chấp nhận hạ mình một cách tột cùng như vậy. And I don't think we would accept being humble like this. Bằng chứng là khi mà ai nói động đến chúng ta chút xíu là chúng ta đã không chịu nổi rồi. And as evidence, when someone talks badly about us a little bit, we already get upset. Nhưng mà Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, mà Ngài sẵn sàng chấp nhận trở thành một con người, và người ta đặt Ngài ở đâu thì Ngài nằm đó. But Jesus, who is God, accepted being made a man, where whenever he was laid somewhere, he had to stay there. Chúng ta xem ở trong Luca đoạn 2 câu 11 đến câu 12 đó thì nói như thế này. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ là Chúa. Này là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài. Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc hoàng khăn nằm trong máng cỏ. And let us look at Luke 2:11-12. For today in the city of David there has been born for you a savior who is Christ the Lord. And this will be a sign for you. You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger. Tại sao Chúa Giêsu phải nằm ở trong cái máng cỏ? Why did Jesus have to lay in a manger? Là bởi vì người ta đặt Ngài ở trong một cái máng cỏ. Because they placed him there. Thành thử mình thấy cái việc mà trở thành một con người và hạ mình đến cái mức độ mà nằm ở trong máng cỏ là một sự hạ mình tột cùng. So becoming a man and being placed in a manger is something very humbling. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời mà Ngài chấp nhận sanh ra ở trong một cái chuồng bò và được nằm ở trong máng cỏ của chuồng bò. And Jesus, who is God, accepted to be being born in a stable and being placed in a manger. Quả thật, đây là một cái sự hạ mình tột cùng. And this is something extremely humbling. Cái câu hỏi là, Chúa Giêsu chấp nhận hạ mình một cách tột cùng như vậy để làm gì? So what is the purpose of Jesus humbling himself? Thưa quý vị, Chúa hạ mình để ban cho chúng ta một niềm hy vọng lớn. Jesus, the Lord, humbled himself in order to give us a great hope. Bởi vậy cái điều thứ hai mà chúng ta học đến buổi sáng hôm nay đó là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta là một niềm hy vọng lớn. So the second point is God being with us is a great hope. Để cho chúng ta hiểu được Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta là một niềm hy vọng lớn như thế nào, chúng ta phải trở lại với Sáng Thế Ký. To understand how great of a hope this is, we have to return to Genesis. Sau khi con người phạm tội đó thì mình thấy cái sự chết bắt đầu đến với con người. After human sinned, death came into them. Từ Adam cho đến con cháu của họ, tất cả đều phải chết. From Adam to all his descendants, everyone had to face death. Cho dù họ được sống cao, một người mà sống cao tuổi nhất là Methuselah đó, ông sống được 969 tuổi, nhưng mà rồi cuối cùng ông cũng chết. And even the person who lived the longest, Methuselah, lived 969 years old, but he had to die in the end. Cái sự chết bao phủ mọi người. Death comes to everyone. Không phân biệt đàn ông hay là đàn bà. And it doesn't differentiate between men and women. Người già hay là con nít. The elderly and the children. Tất cả đều phải đối diện với sự chết. Everyone has to face death. Cái lý do ngày hôm nay mà
người ta lo sợ cái bệnh dịch COVID-19 cũng vì liên quan đến sự chết. And the reason people fear COVID-19 relates to death. Nhưng mà cho dù chúng ta có lo sợ hay là không lo sợ gì đi nữa, thì cuối cùng mọi người đều phải chết. And whether we fear or not, we all have to face death. Tại sao như vậy? Why is that? Là bởi vì ở trong Roma đoạn 3 câu 23 và đoạn 6 câu 23 đó ghi rằng vì mọi người đều đã phạm tội. And in Romans 3:23 and 6:23 it says, for all have sinned and fallen short of the glory of God. Và cái hậu quả của cái việc mà phạm tội đó chính là sự chết. And the wages of sin is death. Thánh Kinh ghi rất rõ rằng là mọi người đều phạm tội chứ không phải một số người phạm tội. And the Bible clearly states that everyone has sinned, not a number of people have sinned. Mà cái hậu quả của tội lỗi chính là sự chết. And the wages of sin is death. Đây là lý do tại sao tất cả mọi người đều phải chết, là bởi vì tất cả đều đã phạm tội. And that's why everyone has to face death, because everyone has sinned. Như vậy, việc mà Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta đem lại niềm hy vọng lớn gì? So, what great hope does God with us give? Chúng ta xem thiên sứ của Đức Chúa Trời nói gì với Joseph ở trong Matthew đoạn 1 câu 20 và câu 21 á. Let's look at what the angel of God said to Joseph in verse 20 and 21. Hỡi Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Ngươi sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Giêsu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary as your wife, for the child who has been conceived in her is of the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you shall name him Jesus, for he will save his people from their sins. Mục đích Chúa Giêsu đến để cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi chính là một niềm hy vọng lớn cho chúng ta. Jesus came to save us from our sins, and this is a great hope for us. Tôi tin rằng nếu tội lỗi của chúng ta chưa được giải quyết, thì cho dù chúng ta chiếm được cả thiên hạ này, chúng ta cũng sẽ không bao giờ thỏa mãn. And I think that if our sin is never dealt with, we can achieve this entire world, but still not be satisfied. Là bởi vì cuối cùng, tất cả chúng ta đều phải đối diện với sự chết. Because in the end, we all have to face death. Thưa quý vị, điều gì con người quan tâm nhất ngày hôm nay? What do people care about the most today? Tôi tin rằng điều họ quan tâm không phải là tội lỗi được giải quyết, mà là những cái phước hạnh tạm thời ở đời này. I think what they focus on is not on their sin, but on the temporary blessings of this world. Tôi không biết ở bên Úc thì có nghe nói về ông cha Trương Bửu Diệp hay không? I don't know if the people in Australia have heard of them, Father Trương Bửu Diệp. Nhưng ở Mỹ á, thì người ta tôn thờ ông cha Trương Bửu Diệp nhiều lắm. But in America, they worship him a lot. Người Công giáo á, cũng tôn thờ ông cha Trương Bửu Diệp. The Catholics worship him. Và người Phật giáo cũng tôn thờ ông cha Trương Bửu Diệp. The Buddhists worship him. Và những người mà nhận rằng tin theo Chúa Giêsu giống như chúng ta cũng tôn thờ ông cha Trương Bửu Diệp. And many people who say that they believe in Jesus like us, they worship Trương Bửu Diệp. Cái lý do họ tôn thờ ông cha Trương Bửu Diệp là bởi vì họ xem ông cha Trương Bửu Diệp rất là linh, xin cái gì được cái đó. And the reason why they worship him is because they think that if they ask him anything, then it will be given to them. Tôi không biết là thật ra họ có xin cái gì được cái đó hay không, tôi không biết. I don't know if they actually do receive what they ask for. Nhưng mà tôi suy nghĩ rằng nếu mà ngày hôm nay đó, nếu mà chúng ta xin cái gì mà được cái đó thì chắc ai cũng tin hết. But I think that if there's something that we believe in that we can ask him, we will receive, and everyone will believe in that. Là bởi vì đây là cái điều mà con người quan tâm nhất ngày hôm nay. Because this is what people focus on today. Điều con người quan tâm không phải là được cứu rỗi linh hồn, mà là những cái nhu cầu thể xác tạm thời mà thôi. People don't focus on the salvation of their soul, but on the blessings of the flesh today. Nếu bảo rằng tin Chúa Giêsu mà muốn cái gì được cái đó,
thì chúng ta không cần phải đi chia sẻ phúc âm làm cái gì, người ta cũng tin hết. If believing in Jesus will give us whatever we ask, then we don't even have to go be witnesses. People will come to worship. Nếu tin Chúa Giêsu mà xin cái gì được cái đó thì người ta sẽ ào ạt chạy tới nhà thờ để tin Chúa Giêsu. And if this is the case, people will be lining up to come to the church. Và tôi tin rằng ban trật tự của hội thánh Melbourne cũng sẽ lo sợ về vấn đề này. And I think that the security of the Church of Melbourne will fear this. Chẳng hạn như anh Nhân ngày hôm nay là trưởng ban trật tự đó, mà nếu mà người ta ào ạt chạy tới mà nói rằng đây là hội thánh mà tin cái gì được cái đó đó, thì tôi nghĩ là anh Nhân sẽ trốn mất. And if people come in droves to come to their church, then I think that the security will run away. Mà tôi nghĩ là anh Nhân trốn mà trốn vừa trốn mà vừa sợ đó. And I think that when they're running away, they're running in fear too. Nhưng mà thưa quý vị, Chúa Giêsu đến không phải để đáp ứng cái nhu cầu tạm thời. But Jesus did not come to fulfill our temporary needs. Chúa Giêsu đến cũng không phải để cho chúng ta xin cái gì được cái đó. And he didn't come to give us whatever we asked for. Mà Chúa Giêsu đến để giải quyết tội lỗi của chúng ta. He came to deal with our sins. Nan đề ngày hôm nay á là con người không nhận ra cái nhu cầu thật sự chúng ta cần là gì. And the issue of people today is they do not know what their true need is. Nếu mà để cho con người tự chọn đó, thì tôi tin rằng họ thà chọn sống vài chục năm thịnh vượng ở đời này rồi chết, đi vào quả ngục. And if people were given a choice, I think they would rather choose to live a few years of prosperity on earth and then go to hell. Hơn là tin vào Chúa Giêsu để được sự sống đời đời ở trong nước thiên đàng. Over believing in Jesus to receive eternal life in heaven. Lý do mà chúng ta thấy Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng á là càng đến cái ngày cuối cùng á thì tội lỗi lại càng gia tăng. And the Bible lets us know that as we reach the end days, sin will increase. Tại sao như vậy? Why is that? Bởi vì người ta không xem tội lỗi là nghiêm trọng nữa. Because people do not see sin as an issue anymore. Thưa quý vị, tội lỗi chính là nguyên nhân của mọi nan đề. Sin is the root of all issues. Để giải quyết những nan đề trong cuộc sống thì trước tiên tội lỗi của chúng ta phải được giải quyết. To deal with the issues in our life, sin has to be dealt with first. Tội lỗi như là một cái căn bệnh ung thư không có thuốc chữa. Sin is like a cancer without a cure. Nó có thể cướp đi mạng sống của chúng ta bất cứ lúc nào. And it can take our lives at any time. Chỉ có Chúa Giêsu mới có thể chữa được cái căn bệnh ung thư này. And only Jesus can cure this. Bởi vì đây chính là mục đích mà Ngài đến để giải quyết tội lỗi của chúng ta. Because this is the reason he came, to come and deal with our sins. Đây chính là lý do tại sao Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta chính là một niềm hy vọng lớn cho nhân loại. This is why God being with us is a great hope for humanity. Nếu Đức Chúa Trời không ở cùng chúng ta thì tất cả chúng ta chẳng có hy vọng gì cả. If God did not come, then we would not have any hope at all. Tôi nghĩ rằng quý vị cũng đồng ý với tôi rằng chúng ta đang sống trong một thế giới có quá nhiều bất an. And I think that you would agree with me when I say the world we live in is full of insecurity. Mà một trong những vấn đề con người sợ nhất cũng lại là bất an. And one of the biggest concerns of people is lack of peace. Hầu hết các cơn bệnh đó quý vị đều đến từ cái sự bất an trong cuộc đời chúng ta. And most illnesses come from a lack of peace of mind. Thiếu đi sự bình an làm cho con người của chúng ta khó ngủ. Lacking peace makes us lose sleep. Và khi chúng ta mất ngủ thì nó sanh ra nhiều cái chứng bệnh khác. And when we lose sleep, it causes many other illnesses. Ngày nay người ta có thể kiếm được rất là nhiều tiền, nhưng mà không thể dùng tiền để mua được sự bình an. People can get a lot of money but cannot use that money to buy peace. Là bởi vì sự bình an chỉ có thể kiếm được ở trong Chúa Giêsu Christ mà thôi. Because peace can only be found in Jesus. Một nhà truyền giáo nổi tiếng là ông Billy Graham bảo rằng bạn không có sự bình an thật nếu bạn chưa có sự bình an với Đức Chúa Trời. And a famous evangelist Billy Graham said that you don't have true peace if you don't have peace of God. Nhưng làm sao tội nhân có thể đến được với Đức Chúa Trời để có sự bình an?
So how can sinners come to God for peace? Chính là Chúa Giêsu đã trở thành người để đem chúng ta đến với Đức Chúa Trời. It is through Jesus who became man to bring us to God. Nhiều người ngày hôm nay nghĩ rằng nếu Chúa mà giải quyết được những nan đề, những nỗi bất an trong cuộc đời của tôi, thì tôi sẽ tin Chúa. And many people say that if God deals with all my problems, then I will believe in God. Tôi nghĩ là điều này không có hoàn toàn đúng như điều họ suy nghĩ. And I don't think this will happen as they think. Để giải quyết những nỗi bất an trong cuộc sống thì trước tiên chúng ta phải được Chúa ngự trị trong cuộc đời chúng ta. And in order for our life's issues to be resolved, then God has to be in our life. Nhiều người cho rằng nếu mà Chúa giải quyết nan đề của tôi thì tôi tin Chúa. Nhưng mà thật ra chúng ta tin Chúa rồi thì nan đề chúng ta mới được giải quyết. And many people say that when God resolves my issues, then I will believe in God. But when we believe in God, He deals with our issues. Cách suy nghĩ của Đức Chúa Trời và con người đó quý vị hoàn toàn khác nhau. And the thinking of God and people are completely different. Đối với Đức Chúa Trời, phải tin rồi nan đề trong cuộc sống của chúng ta mới được giải quyết. With God, when we believe, then all the issues in our life will be resolved. Còn con người đó thì luôn muốn nan đề được giải quyết trước khi họ đặt niềm tin nơi Đức Chúa Trời. And people want to have their issues resolved first in order to believe in God. Đối với Đức Chúa Trời thì phải tin rồi mới thấy. Còn con người đó thì muốn thấy rồi mới tin. With God, you believe and then you see. But with people, you see and then you believe. Đây là cái chuyện nó không thể nào xảy ra được. And this is something that doesn't happen. Quý vị còn nhớ cái câu chuyện mà Thomas nói gì với các môn đồ không? Do you remember the story of what Thomas said to the disciples? Ở trong gian đoạn 20 đó thì ghi lại như thế này, câu 25. Các môn đồ khác nói với người rằng, có nghĩa là khi mà Chúa Giêsu xuất hiện đó thì ông Thomas không có đó. Thành thử bây giờ ông Thomas có mặt thì họ nói với ông rằng chúng ta đã thấy Chúa. Nhưng người trả lời rằng nếu ta không thấy dấu đinh nơi bàn tay Ngài, nếu ta không đặt ngón tay vào chỗ dấu đinh thì và nếu ta không đặt bàn tay nơi sườn Ngài thì ta không tin. In John 20:25 it says, so the other disciples were saying to him being Thomas, because he wasn't there when Jesus first appeared to them, we have seen the Lord. But he has said to them, unless I see in his hands the imprint of the nails, and put my finger in the place of the nails, and put my hand in his side, I will not believe. Rồi 8 ngày sau, các môn đồ cũng nhóm lại, và Chúa Giêsu hiện ra với các môn đồ, trong đó có Thomas. And 8 days later, when the disciples were gathered, Jesus appeared to them, and in there was Thomas. Thomas tưởng rằng Chúa không biết. And Thomas thought Jesus didn't know. Ông tưởng rằng Chúa không biết những gì mà ông nói với các môn đồ. He thought that Jesus didn't know what he said to the other disciples. Nhưng mà Chúa Giêsu phán với Thomas rằng, hãy đặt ngón tay vào đây và xem bàn tay ta. Cũng hãy giơ bàn tay ngươi ra đặt vào sườn ta. Chớ cứng lòng, xong hãy tin. And Jesus said to Thomas, place your finger here and see my hands and take your hand and put it into my side and do not continue in disbelief but be a believer. Lúc này đó thì Thomas làm gì? Thomas thưa rằng lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi. And Thomas answered and said to him, my Lord and my God. Đức Chúa Giêsu phán, vì ngươi đã thấy ta nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin rồi. And Jesus said to him, because you have seen me, have you now believed? Blessed are they who did not see and yet believed. Chúa Giêsu không nói rằng phước cho những người thấy mà tin, nhưng mà Chúa Giêsu phán rằng phước cho những người chẳng thấy mà đã tin vậy. Jesus did not say blessed are those who see and believe, but blessed are those who do not see and still believe. Đây chính là đức tin, quý vị. This is faith. Có bao giờ quý vị suy nghĩ đó là tại sao nhân vật Joseph được đề cập trong câu chuyện giáng sinh không? Have you ever thought why Joseph is mentioned in the story of Jesus' birth? Tôi đọc cái câu chuyện giáng sinh ở trong Matthew nhiều lần rồi. I've read the story of Jesus' birth in Matthew many times. Dù có đọc tới đọc lui, tôi cũng không thấy Joseph có góp phần gì về việc Chúa Giêsu ra đời.
And when I've read it over and over, I do not see the part that Joseph played in the birth of Jesus. Nếu chịu phân tích á, thì cho dù không có Joseph, Chúa Giêsu cũng sẽ ra đời. If you look at it, without Joseph, Jesus would still be born. Như vậy thì nhân vật Joseph có can hệ gì đến câu chuyện giáng sinh của Chúa Giêsu? So what does Joseph have to do with the story of Jesus' birth? Chúng ta thấy Mary mang thai Chúa Giêsu cũng là hoàn toàn là bởi quyền phép của Đức Thánh Linh chứ không phải của Joseph. And Mary's conception of Jesus was by the Holy Spirit, not by Joseph. Như vậy tại sao Joseph được liệt kê trong câu chuyện giáng sinh? So why is Joseph mentioned in the story of the birth of Jesus? Thưa quý vị, lý do Joseph có trong câu chuyện giáng sinh của Chúa Giêsu là bởi vì Joseph là người đầu tiên đặt lòng tin vào Đức Chúa Trời qua câu chuyện giáng sinh. The reason is because Joseph was the first person to believe in God in this story. Khi mà Joseph nghe tin Mary là người vợ sắp cưới của mình á, mang thai thì lòng Joseph thật là bối rối. And when Joseph heard Mary, who is his betrothed, was pregnant, his heart was confused. Nếu gặp người khác thì có lẽ là họ sẽ trách móc Đức Chúa Trời là tại sao một cái việc rắc rối như vậy lại xảy đến cho tôi. With anyone else, they might blame God for having this confusion in their life. Nhưng mà Joseph không có trách móc Đức Chúa Trời. But Joseph didn't blame God. Nhưng mà trong lúc bối rối như vậy đó, thì Joseph ông dự định á là sẽ ly dị bà Mary một cách âm thầm để bảo vệ mạng sống cho bà Mary. And in this confusion, Joseph decided to quietly divorce Mary. Là bởi vì nếu Joseph mà công khai cái việc này ra đó quý vị, thì bà Mary phải bị ném đá cho đến chết. Because if he didn't do it in secret, then Mary would have been stoned to death. Đó là cái luật mà cổ ước đã ghi lại. That is the law that the Old Testament has written down. Nhưng mà trong khi dự định sẽ ly dị bà Mary cách chính nhiệm á, thì Đức Chúa Trời lại sai thiên sứ đến để giải thích cho Joseph. But when he was deciding this, God sent an angel to him. Chúng ta xem thiên sứ của Chúa đến giải thích như thế này. Trong câu 20 phần B đó. Hỡi Joseph, con cháu David, người chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà người chịu thay đó là bởi Đức Thánh Linh. And the angel of God explains, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary as your wife, for the child who has been conceived in her is of the Holy Spirit. Có lẽ chúng ta đọc cái câu này thường rồi, chúng ta xem nó chuyện bình thường. It could be that we've read this many times and we see it as something normal. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta suy nghĩ chút xíu đi. Chúng ta đừng nghĩ rằng bất cứ ai ở trong trường hợp của Joseph thì cũng dễ dàng chấp nhận lời giải thích của thiên sứ. But think a little. Don't assume that everyone who is in Joseph's position would accept this easily. Bằng chứng là cho tới ngày hôm nay vẫn còn rất là nhiều người không tin vào câu chuyện Chúa Giêsu giáng sinh được sanh ra bởi một người nữ đồng trinh. And the proof is that there's many people today that do not believe that Jesus was born of a virgin. Là bởi vì chưa bao giờ có một trường hợp nào giống như vậy ở trong lịch sử của nhân loại. Because nothing like this has happened in the history of mankind. Không bao giờ có một câu chuyện rằng một người nữ đồng trinh mà lại sanh con được. There's no other story of a virgin giving birth to a son. Khoa học ngày hôm nay cũng không thể chứng minh được đây là câu chuyện có thể xảy ra. And science cannot prove that this is something that happens. Nhưng mà tại sao Joseph có thể tin vào lời giải thích mà Chúa sai thiên sứ ngài đến giải thích cho? So how could Joseph trust in the explanation that God sent through his angel? Là bởi vì Joseph hoàn toàn tin vào Đức Chúa Trời. Because Joseph believed in the Lord. Người ta nói đức tin á không phải là tin bất chấp bằng chứng mà là tin bất chấp hậu quả. And people say faith is not believing despite the evidence but despite the consequences. Một khi Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta thì chúng ta có thể tin Ngài bất chấp hậu quả nào có thể xảy ra trong cuộc đời chúng ta. When God is with us, we can trust in Him, whatever the consequences. Quý vị nhớ trong Thi Thiên 23 đó, câu 4 á, thì David nói gì không? Do you know what David says in Psalms 23:4? Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil,
for you are with me. Rồi đến câu 6 đó thì David nói rằng phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. And in verse 6, certainly goodness and faithfulness will follow me all the days of my life. Khi chúng ta đọc đến câu này thì chúng ta thấy có gì đặc biệt không? When we read this verse, do we see anything special? Đối với người thế gian đó quý vị, thì người ta chạy theo tìm phước và chạy theo tìm phước. And the people of the world, they chase after blessings. Nhưng mà đối với con dân Chúa đó, thì phước hạnh và sự thương xót phải chạy theo tìm chúng ta. But to the children of God, goodness and faithfulness will follow them. Tại sao như vậy? Why is this? Là bởi vì Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Because God is with us. Khi Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, thì phước hạnh và sự thương xót của Ngài sẽ chạy theo chúng ta. And when God is with us, then goodness and faithfulness will chase after us. Đây là một niềm hy vọng lớn cho quý bạn chị em và tôi. And this is a great hope for you and me. Chúng ta trở lại Thi Thiên 23 câu 4 đến câu 6 xem lại. Let us look again back at Psalms 23:4-6. David nói rằng, dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me. Và khi Chúa ở cùng chúng ta đó, thì sao? Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Your rod and your staff, they comfort me. Rồi sao nữa? Chúa dọn bàn cho tôi. And you prepare a table before me. Trước mặt kẻ thù nghịch tôi. In the presence of my enemies. Rồi Chúa sức dầu cho đầu tôi. You have anointed my head with oil. Chén tôi đầy tràn. My cup overflows. Quả thật, trọn đời tôi phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Certainly goodness and faithfulness will follow me. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. All the days of my life and my dwelling will be in the house of the Lord forever. Mọi nan đề trong cuộc sống chúng ta được giải quyết và được thỏa mãn không phải vì chúng ta chạy đi tìm nó, mà là vì Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. The resolution of our problems do not come because we are chasing after it, but because God is with us. Chúng ta không nên đợi cho tới khi nan đề được giải quyết rồi mới tin Chúa. Do not wait until your problems are resolved to follow God. Là bởi vì phải tin rồi nan đề trong cuộc đời chúng ta mới được giải quyết. Because when you believe, then is when your issues are resolved. Phải tin rồi chúng ta mới có thể nhìn thấy được những việc mà chúng ta không thể nhìn thấy. When we believe, then we can see what we can't. Giống như Joseph. Joseph không đợi cho đến khi thấy rồi mới tin. Nhưng mà ông tin ngay khi ông nghe lời giải thích từ Đức Chúa Trời. Like Joseph, he did not wait to see to believe. But he believed the moment God gave his explanation. Thưa quý vị, có Đức Chúa Trời ở cùng chính là niềm hy vọng lớn nhất. And God being with us is a great hope. Và không có điều gì khiến chúng ta phải lo sợ khi có Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. And nothing can cause us to fear if God is with us. David bảo rằng, dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào. And David says, even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil. Tại sao? Why? Bởi vì Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Because God is with us. Thưa quý vị, để kết luận, tôi muốn quý vị nhớ hai điều mà chúng ta học trong bài giảng sáng hôm nay. To conclude, I want you to remember two things in this sermon today. Thứ nhất, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta là một sự hạ mình tột cùng. First, God being with us is extremely humbling. Nếu không được có Thánh Kinh giải thích thì không ai có thể hiểu được cái sự hạ mình tột cùng của Chúa là như thế nào. If the Bible did not explain it, then we would not understand how great and humbling this is. Và thứ hai, Ngài hạ mình tột cùng để ban cho chúng ta một niềm hy vọng lớn. And second, the Lord humbled himself to give us a great hope. Như trong Giăng đoạn 10 câu 10 á, thì Chúa Giêsu phán như thế này. Kẻ trộm chỉ đến cướp giết và hủy diệt. Còn ta đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. And in John 10:10, Jesus says, the thief only comes to steal and kill and destroy. I came so that they would have life and have it abundantly. Một khi chúng ta có được sự sống dư dật ở trong Chúa Giêsu Christ, thì không có điều gì khiến chúng ta phải rung động. And once we've received life abundantly in Jesus, there is nothing that can shake us. Chúng ta cũng có thể nói như vua David đã nói rằng, dầu khi chúng ta đi trong trũng bóng chết,
chúng ta sẽ chẳng sợ tai họa nào. And we can say like David, even though we walk through the valley of the shadow of death, we fear no evil. Why? Vì Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Because God is with us. Chúng ta đến với Chúa cầu nguyện. Let us pray. Lạy Chúa yêu dấu của chúng con. Dear Heavenly Father, chúng con cảm tạ ơn Chúa vô cùng. We thank you. Bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời mà Ngài lại trở thành một con người để ở cùng chúng con. Because you are God, but you became a human to be among us. Đây là một sự hạ mình quá lớn mà chúng con không thể nào hiểu được. This is extremely humbling and we cannot comprehend this. Chúng con chỉ biết lớn tiếng cảm tạ ơn Ngài. We can only thank you. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài hạ mình để ban cho chúng con một niềm hy vọng lớn. We thank you for humbling yourself to give us a great hope. Con cảm ơn Chúa vì Ngài đã đến để giải quyết tội lỗi trong cuộc đời của chúng con. We thank you for coming to deal with our sins. Và khi chúng con tội lỗi chúng con được giải quyết, chúng con thấy mọi nan đề trong cuộc đời chúng con cũng được giải quyết. And when we see our sins are resolved, then all the other issues in our life will follow. Con cảm ơn Chúa vì những điều mà Ngài đã làm cho cuộc đời chúng con. I thank you for what you have done in our life. Xin Chúa Ngài giúp cho mỗi chúng con sáng hôm nay. Please help us this morning. Hiểu được những gì Chúa đã làm cho chúng con. Understand what you have done for us. Để rồi chúng con sẽ sống xứng đáng với những gì mà chúng con nhận được từ chính Ngài. So that we can live worthy of whatever we have received from you. Chúng con cảm tạ ơn Chúa và cầu nguyện. And we pray. Trong danh Chúa Jesus Christ. In Jesus' name. Amen. Amen. Cảm ơn quý vị. Thank you, everyone.